Tờ rơi của chúng ta xong chưa, bà Crowley? Đã sẵn sàng để phát đi rồi. Khi những tài năng âm nhạc, tất cả mọi người, hàng xóm của cậu, quản lý cửa hàng tạp hóa hay là con gà đó, chính là nó. Nè, ai chơi kỳ vậy? Cùng hội tụ về một nơi. Một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Bất kỳ ai trong thành phố này đều có cơ hội trở thành một ngôi sao ngay trên sân khấu của tôi. Và biến giấc mơ thành hiện thực. Cô không sao chứ? À, tôi rất khỏe, cảm ơn nha. Ông khỏe không? Đón xem Đấu Trường Âm Nhạc phát sóng lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 trên HTV3 Dreams TV. Tại xứ sở hạnh phúc. Nơi ở của loài trôn luôn ca hát yêu đời. Chỉ ngoài trường, những âm thanh vui vẻ lại khiến một số kẻ thèm khát bờ. Xăm tim rồi. Chạy đi! Đứng chơi chỗ đi! Chỗ đi! Chỗ đi! Hành trình giải cứu đại gia đình lũ tròn. Nhưng Poppy, hạnh phúc luôn hiện diện ở trong mỗi chúng ta. Đôi khi cô chỉ cần ai đó giúp cô nhìn thấy thôi. Để tìm lại bản sắc của chính mình. Được rồi, tiến hành thôi. Khoan, kế hoạch như thế nào? Tôi nói rồi, giải cứu về nhà an toàn. Được thôi, đó không phải là kế hoạch, đó là danh sách điều ước. Không phải, sắp xong rồi. Đưa cho tôi đi. Ôi trời ơi. Đón xem Quỷ Lùng Tinh Nghịch phát sóng lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8 trên HTV3 Dreams TV. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ giữa Shinichi Kudo, Hattori Heiji, chào nhóc, và Hakuba Saguru. Ẩn sau đó là một tội ác. Khi bọn nhóc bước vào khu vực Miracle Land, quả bom sẽ kích hoạt ngay lập tức. Ta đã cho chút gia vị để trò chơi thêm phần kịch tính rồi. Các người cứ từ từ mà hướng thụ đi. Phải làm sao đây? Không còn thời gian đâu, Kudo. Các người có phá được vụ án này hay không? Đón xem Lễ Cầu Hồn của Thám Tử phát sóng lúc 20 giờ Chủ Nhật ngày 28 tháng 6 trên HTV3 Dreams TV.